Năm học này là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo học phổ thông hiện hành, nên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, các đối tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để khắc phục cái tình trạng mà các đại lý có thể ở cuối vụ trước ngày khai giảng họ không mua sách để bán nữa, thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phải thực hiện chính sách hỗ trợ cho các công ty sách viện địa phương 1% cái sản lượng tồn kho lớp 1, để các công ty sách địa phương này yên tâm hơn, sẵn sàng hơn trong cái việc dự trữ sách lớp 1 để đảm bảo không thiếu sách xuất sắc. Đặc biệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng thiết lập đường dây nóng để giải đáp những thắc mắc của khách hàng về việc mua sách giáo khoa và về chất lượng sách. Số điện thoại của đường dây nóng là 0377 333 345. Đường dây nóng hoạt động từ 8 đến 22 giờ hàng ngày.